Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái ngày hôm qua. Bây giờ mình vô cái deck số 1 của kitchen. Rồi bây giờ mình new là từ mới, không có từ nào hết. Learning là không có từ nào mình đang học. Và to review 2 là có hai từ để mình ôn lại. Ngày hôm qua mình chọn cái số 1 á, một ngày á. Bữa nay nó sẽ quay lại một ngày để cho mình ôn lại. Thì bây giờ mình hàng ngày mình phải vô mình ôn lại ha, để cho nó nhớ. Mình chỉ có hai từ thôi, học rất là lẹ. Rồi nhà bếp. Nhà bếp là gì? Kitchen. Rồi đúng rồi, màu xanh ha, nó hiện màu xanh là đúng. Còn nếu như nó hiện màu khác, màu xanh đó thì sai, và nó sẽ chỉ cho mình luôn cái sai nữa. Rồi bây giờ mình nhìn xuống dưới đây. Again, hard, 2 ngày, 3, good, 3 ngày, easy, 4 ngày. Thì tôi sẽ chọn 2 ngày. Cách 2 ngày, 2 ngày sau cái chương trình này nó sẽ quay, nó sẽ nhắc lại cho mình học cái từ này. Rồi ha. Ok, nó cũng giống như chữ heart. Rồi, bây giờ nó qua từ số 2, cái dĩa. Nhìn vô mấy con số này nè. Nhìn vô mấy con số này ha. Số 1, tức là cái chỗ này là review, cái này để review. Còn cái này là từ đang học. Cái này là số từ mới. Số từ đang học. Số từ mình phải học lại. À, số từ mình ôn lại. Thì không có từ mới, không có từ đang học, mà chỉ có một từ đang ôn lại thôi. Máy 2, nhưng mà mình học hết một từ rồi. Thì bây giờ mình còn là một từ thôi. Cái dĩa. Thì mình gọi cái dĩa, nhớ là chữ cái gì ha? Plate. Rồi ok. Xong, bây giờ mình chọn 2 ngày là hết rồi. Rồi xong hết. Cái deck nó hết từ mới, cũng không có từ để mình ôn lại luôn. Thì bây giờ mình sẽ thêm từ vô, thêm từ mới vô bằng cách là nhấn chữ add, nhấp cái chữ add đi. Hai từ rồi, bây giờ mình số 3 là từ thuốc. Từ số 3 là từ gì? Từ số 3 là từ bowl. Chọn từ này đi. Đây. Bô là cái chén, cái gì? À, cái chén, cái tô. Tiếng Việt ha. À, cái chén, cái tô. Cái dĩa này, cái dĩa. Cái này là cái chén. Rồi cái IPA của nó. Rồi xong. Xong rồi ha. Xong yêu cầu của mình rồi. Giờ nhấn nhắc, nhấp vô chữ add là xong. Thì cái từ đó nó đã được ghi vô cái cơ sở dữ liệu của chương trình rồi. Từ số 4. Từ số 4 là gì đây? Từ số 4 là từ này. Từ đó là cái nĩa. Cái nĩa, quên, không phải cái này. Fork, IPA. Rồi xong từ số 4. Giờ mình bấm vô chữ hạt. Xong. Giờ tới từ số 5. Từ số 5 là cái này. Từ đó là con dao. Con dao. Copy vô chữ bát ha. Copy vô chữ bát. À, cái đầu tiên là tiếng Việt. Cái ô thứ hai là tiếng Anh. Và ô thứ ba là IPA. Knife.
Rồi, xong từ số 5, bấm chữ add. Tới từ số 6. Tới từ số 6 là chữ này, spoon. Là cái muỗng. Rồi copy vô. Back. Spoon, IPA nữa. Đi qua đây copy cái chữ IPA của từ spoon. Rồi xong mình dán vô cái IPA. Rồi. Xong rồi. Bấm vô chữ add. Rồi từ số 7. Từ số 7 là gì đây? Cái số 7 số mấy cái này nó không có để mình học sau đi. Mình học mấy cái chính trước. Mấy cái cơ bản trước. Những cái này cần phải học này. Cái schedule này. Ví dụ như là cái schedule là cái không, cái schedule từ từ đi. Cutting board là cái mà mình hay sử dụng hàng ngày đó, là cái thớt. Cutting board. Cutting board. Rồi, IPA cutting board. Xong từ số 7, giờ mình tới từ số 8. Từ số 8 là gì? Từ số 8 là cái pan. Cái pan là cái chảo. Cái chảo. Chảo nói chung, chảo gì cũng được, chảo to, chảo nhỏ gì cũng pan hết. Đây, dán vô đây. Dán vô. Back. Ê. IPA. Rồi xong IPA rồi dán vô. Xong từ số 8. Bấm vô chữ add. Rồi tới từ số 9. Từ số 9 là gì đây? Cái này kệ nó đi. À, quên. Cái này nè, cái này mình cũng hay có nè. Cái tongs. Tongs là cái đồ gấp đá. Gấp đá. Hay là cái đồ gấp than á. Than. Tongs. Cái này em sợ cho em giờ. Nhưng phải làm z. Tongs. Trong tới số 9. Tới từ số 10. Mấy cái nào mà mình hay sử dụng hàng ngày trong đời sống của mình nào. Cái Tupperware cũng 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 thông dụng, hàng ngày mình hay sử dụng nó, cái hộp nhựa đó, cái Tupperware. Đây, cái Tupperware đây đó. Đây, 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 đây. Cái hộp này nè. Ở đây nè. Cái hộp nhựa này nè, người ta gọi là Tupperware. Nó là tên của một cái hãng, của một tên của một công ty sản xuất cái mấy cái hộp này. Công ty tên là Tupperware. Và người ta gọi mấy cái hộp này cũng là Tupperware luôn. Ok. Hộp nhựa vuông đi cho dễ dễ phân biệt. Hộp nhựa vuông làm chữ nhật.
đồ ăn cũng được, đựng cái gì cũng được. Tupperware. Tupperware. Rồi, ok. Quên đi loại từ này. Hiện đây là danh từ không thôi à. Rồi, bây giờ 10 từ thôi. Một cái đát con này mình chứa nó 10 từ thôi. Tôi không không có muốn để nó nhiều để mình nó làm cho mình ngán, nhiều quá mình thấy ngán. 10 từ thôi. Rồi bây giờ mình add nó đi. Rồi tắt, không thêm nữa. Không thêm nữa. Rồi bây giờ nó báo có 8 từ mới. Hồi nãy giờ mình thêm 8 từ mới. Giờ mình học. Học chữ nhớ, thêm xong học. Thêm xong học về hay. Cái chén, cái tô là gì? Bồ. Nhớ là viết hoa đầu dòng. Hồi nãy mình copy á thì cái viết mình viết hoa đầu dòng của mỗi từ. Bây giờ mình cũng viết hoa đầu dòng của mỗi từ. Nếu mà không biết hoa đầu dòng của mỗi từ á là nó sẽ báo màu đỏ. Nhưng mà sao tại có màu đỏ, viết hoa với viết thường thì cũng cũng không 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 phải là sai, nó báo sai nhưng mà mình không phải chính tả được. Rồi bồ, cái chén, cái tô. Rồi đúng rồi, bồ. Mình chọn 6 phút đi ha. Một từ mình nên một lần mình đầu tiên mình học 3 lần. Rồi cái nĩa, fork. Enter. Rồi đúng rồi, 6 phút. Lần thứ nhất chọn 6 phút, cái con dao, knife. Knife, con dao. Rồi đúng rồi, chọn 6 phút nữa. Cái muỗng là spoon. Spoon. Rồi đúng rồi, spoon. Chọn 6 phút luôn ha. Cái thớt, cutting board. Cutting board. Cutting board. Đó, tôi gõ cái này. Cái nãy mình copy vô á là nó không có chữ, nó chỉ C là chỉ C thường, mà nãy tôi gõ thì tôi gõ C hoa tên nó báo. Nó báo nó hai cái này nó phân biệt, hoa với thường nó phân biệt. Nhưng mà mình chấp nhận. Tại vì mình nó chỉ hoa với thường thôi. Chứ còn nếu như mà mình gõ sai cái chữ khác như cờ mà mình gõ chữ đờ thì nó là sai. Rồi. Chọn 6 phút, hard. Cái chảo là pan. 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 Rồi. Cái này nó cũng viết thường luôn. Rồi kệ nó. Ok. Cái đồ gấp đá, cái đồ gấp than là tongs. Tongs. Rồi đúng rồi ha. Rồi chọn 6 phút nữa. Từ cuối cùng, cái hộp nhựa vuông hay hộp hình hộp chữ nhật, Tupperware. Tupperware. Rồi ok. Chạy nó xài cái hoa thường thôi. Nó ở đây nó phân biệt hoa thường. Rồi bây giờ mình hết rồi, nó sẽ quay lại nè. Nó quay lại cái từ rồi. Đó, cái chuột, cái tô, cái chén ha. Đó, số 8 này là mình đang có 8 từ đang học. Thì mỗi một từ mình học 3 lần. Cái lần đầu tiên á, lần đầu tiên á, thì mình sẽ học 3 lần. Rồi, cái chén, cái tô là bô. Nãy chọn 6 phút rồi, bây giờ mình chọn 10 phút. Nãy nếu nếu như mình gõ sai á thì mình có thể chọn 6 phút hoặc là again tùy mình. Rồi chọn 10 phút. Cái nĩa là fork. Chọn 10 phút luôn. Con dao, knife. Enter. Rồi đúng rồi, chọn 10 phút. Rồi tới từ số 6, cái muỗng là spoon. Enter, đúng rồi, enter. Chọn số 10 ha, 10 phút. Ok.
cái chảo là pan. Rồi, ok. Chọn 10 phút luôn. Cái thớt cutting board. Cutting board. Rồi. Cũng chọn 10 phút luôn nó sẽ kỳ đó. Ok. Hộp nhựa hình vuông hay hình chữ nhật? Tupperware. Tupperware. Rồi đúng rồi. Ok. Số kia. Cái đồ gấp đá, cái đồ gấp than là tongs. Cái tongs này nó chữ S là tại vì nó có hai cái gấp đó, cái đồ gấp nó có hai cái để mình kẹp vô kẹp lại đó. Thì nó tính là số nhiều. Rồi ok. Enter. Chọn 10 phút. Rồi bây giờ quay lại cái tô cái chén. Bô. Lần này lần cuối cùng này. Cái chén cái tô này là lần cuối cùng đó. Nếu mình bỏ đúng thì là lần cuối cùng. Còn nếu mình bỏ sai thì tùy mình, muốn học lại cũng được mà cho qua cũng được. Rồi nên nó xuất hiện chữ một ngày. Thì bấm vô chữ một ngày ha. Ok. Thì cái tô cái chén nó không còn học nữa, cho nên nó giảm xuống mà còn 7. Vậy là mình còn 7 từ để đang học. Con dao là knife. Bấm vô chữ số 1. À good. Rồi còn lại 6 từ. À, cái nĩa là fork. Đúng rồi. Ok, một ngày. Vậy mình còn 5 từ đang học. Mình còn lại 5 từ. Cái chảo pan. Pan. Rồi. Xong, ok, xong. Good, chọn một viên good ha. Một ngày. Cái thớt cutting board. Mình còn 4 từ thôi. Cutting board. Rồi. Rồi, chọn một ngày luôn. Good. Còn 3 từ, cố lên, còn 3 từ nữa. Cái muỗng spoon. Spoon. Enter. Chọn 1 ngày. Cái hộp nhựa. Hộp nhựa hình vuông, hộp nhựa hình chữ nhật là Tupperware. Tupperware. Enter. Rồi chọn 1 ngày. Giờ mình còn một từ cuối cùng nữa là hết rồi. Cái đồ gấp đá, cái đồ gấp than. Tons. Rồi enter. Rồi chọn một ngày. Rồi hết rồi. Đó. Thì mỗi ngày mình học bấy nhiêu thôi. À, mỗi ngày mình học bấy nhiêu thôi là ngày qua ngày qua ngày. Và từ từ nó sẽ thấm vô đầu của mình. Có những người họ học nhanh, họ học lẹ, họ không cần học cái phương pháp này. Nhưng mà những người đó ít lắm. Mình không chắc là mình thuộc với những người đó. Thì mình có cái công cụ này nó hỗ trợ cho mình để mình luyện tập hàng ngày. Rồi ok, cái video này dừng ở đây ha. Hy vọng là sẽ có video nữa. Không biết là thứ hai tuần sau không biết tôi còn rảnh hay không. Khi mà tôi nhập học rồi thì chắc là bận rộn dữ lắm. Ok, bye bye.